này có nắp không? Cái này có nắp không? Rồi cũng không có gắn pin luôn. Hết pin. Tối ông quất mẹ nó rồi. Lò quá dài đó. Tối hết pin rồi, đổ hết pin rồi. Tối ông dứt rồi, ra nó hết pin rồi. Ông đi ngồi đây đi. Ở dưới mình chật có chật có thằng tiên rồi là góp cho nó nhiều nhiều cho nó uống cho nó đủ luôn đó là đây của chủ nhà. Chủ nhà tên là Đức. Anh em tới chung vui với chủ nhà. Và chương trình hôm nay là sẽ có nhạc sống. Mấy anh em đang set up dàn nhạc. Biết quý vị và các bạn có khỏe không? Xin gửi lời chào tới tất cả mọi người nhé. Thank you.
Xin mời quý vị và các bạn. Trong buổi tiệc nào cho chúng tôi đều có chai rượu này. Đây là chai rượu 1738. Uống rất là ngon. Thơm ngon bầu rẻ. Chai rượu này là của hãng Remy Martin. Cái chính cả nổi lên rồi đó. Kỹ của ông nói mày đó. Nó lên
lọt ra bên phá đâu. Mình đem ăn chai và nó đem cũng hai chai đó nha. Cái ruột không phải nó chung là cho kỹ. Ruột quá hả? Ruột phải đâu. Chắc đỡ chân mùi rồi. Không, không phải, cái chai đó chai vừa. Bây giờ kiếm thêm hai cái ly nhỏ cho hai người em mình coi. Có ghế chưa anh trai? Ừ, ngồi kế lên hãy đi. Ăn đi Nguyên. Nè bỏ này vô hết đâu đi. Đây có chân. Không sao đâu. Mình nằm mình ăn chỗ này hả? Video đó dài, tôi xin chấm dứt ở đây. Xin hẹn quý vị các bạn vào tập sau khi mà chương trình Văn Nghệ Nhạc Sống bắt đầu. Xin chào quý vị và các bạn.